làm thế nào để ngăn ngừa thâm mụn. Thì khi mà mình điều trị thâm mụn cho khách hàng, thì những cái khách hàng mà người ta cứ bị mụn tái đi tái lại như vậy á, thì mình sẽ có kiến thức để hướng dẫn cho khách làm sao để mà điều tức là ngăn ngừa cái thâm mụn ngay tại nhà. Trước khi mà cái thâm nó hình thành thì mình sẽ biết cách là gì ngăn ngừa cái thâm mụn hình thành đó, cho khách hàng. Thì mình phải có kiến thức để mình giải thích cho khách để người ta hiểu. Vậy thì cái thâm mụn là do đâu? Tức là do mụn để lại đúng không? Mụn để lại thì có thể là do cái khách hàng đó người ta nặng mụn nè. Đó là sau khi mà nó hết mụn thì cái thâm nó để lại. Vậy thì đầu tiên mình phải nói rằng là khách hàng không tự ý nặng mụn. Thường thì họ sẽ nặng mụn đầu đen tại nhà. Và khi mà nặng mụn thì nó để lại thâm mụn. Cho nên là gì? Mình khuyên khách hàng là chị không nên tự ý nặng mụn tại nhà, là thứ nhất. Thứ hai nữa là với cái việc mà phát triển mạng internet ngày nay, thì tụi em thấy rằng là buổi tối á, tất cả bọn mình, ngay cả con cái của chị cũng vậy, tối ai cũng có một cái thiết bị di động. Thì dẫn đến cái việc là gì? Thức khuya, ngủ muộn thức khuya. Thì khi mà ngủ muộn thức khuya như vậy á, thì cái nội tiết tố của mình á, nó sẽ mất cân bằng và nó sẽ kích thích tiết ra nhiều cái bã nhờn hơn trên da. Và khi mà bã nhờn dư thừa, nó sẽ là gì? Hình thành nhân mụn. Nhân mụn trứng cá, có thể mụn đầu đen, có thể là mụn ẩn, mụn đầu trắng. Thì để ngăn cản cái hình thành thâm mụn cho khách hàng thì khuyên khách hàng là chị nên ngủ sớm, em nên ngủ sớm. Đó. Yếu tố thứ ba là cái việc ăn cay nha. Thật sự chứ rất là nhiều người á, ăn cay nó mới ngon miệng. Nhưng mà có một cái tấm gương như thế này nè, là trước đây chị có một bạn này á, bạn này vào cái đợt đầu tiên khi mà khai trương spa, thì cái bạn này ở Hà Nội bay vào, ngày đầu tiên bạn bước chân đến Pleiku, da bạn rất láng và rất đẹp, không hề có một cái mụn và hầu như không thấy lỗ chân lông. Nhưng bạn ở đây một tháng, bạn đào tạo cho nhân viên thôi, thì cái thói quen nhân viên của mình là gì? Ăn cay. Thế là cứ nấu cho chị ấy ăn sau một tháng về là mặt đầy mụn ẩn luôn, mụn lên mà chị bất ngờ luôn á, là em thấy luôn cái lối sống nó ảnh hưởng đến làn da rất rất là lớn luôn. Cho nên với những ai mà thường xuyên bị mụn ẩn do ăn cay thì khuyên khách hàng là hạn chế ăn cay và có thể giảm lần ăn cay vô, thì nó sẽ làm cho mình nóng gan nóng thận, ảnh hưởng đến dạ dày và làm cho da bị nổi mụn bình thường đó. Cho nên là mình sẽ hiểu những cái yếu tố gây ra thì để mình khuyên khách hàng. Và một cái nữa đó là gì? Khi mà cái cơ thể mình được nạp đủ nước ấy, thì nó sẽ giúp cho cái hệ thống thải độc cơ thể mình được thanh lọc tốt hơn. Ví dụ như gan thận mật của mình thải độc thuốc tốt hơn. Cho nên khuyên khách hàng là chị nên uống đầy đủ nước. Chị để ý nhé, khi làm da tư vấn cho khách hàng, những người có làn da sạm, chị hỏi ra là họ uống nước ít hơn so với những người họ uống đầy đủ nước. Ví dụ như là một số chị nói chị uống nhiều nước lắm nhưng mà sao da chị vẫn sạm, da chị không sáng, chị vẫn bị thâm mụn. Thế thì đặt câu hỏi ngược lại, nếu như mà chị không làm đúng, chị không uống đủ nước thì có thể da chị sẽ tệ hơn hiện tại đấy. Đó, nên là một số người da xấu cũng có thể là do cơ địa nữa. Đó, nên là uống đủ nước, đầy đủ nước, 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày để giúp cho cái làn da được sáng hơn, cung cấp ẩm tốt hơn. Và các bạn biết không, có một cái nghịch lý như này, da càng khô thì càng nhờn. Da khô thiếu nước, càng khô càng nhờn. Vì sao? Khi mà da mình thiếu nước, thiếu độ ẩm thân nước, nó sẽ kích thích tiết ra dầu. Vì đó là cái cơ thể của mình, nó có một cơ chế tự điều hòa như vậy á. Cho nên là gì? Cung cấp đủ nước cũng làm cho da đầy đủ độ ẩm. Và lúc này đỡ tiết ra dầu, đỡ tức tiết ra dầu thì đỡ lên mụn. Đấy, nhớ chưa? Một cái nữa, một cái yếu tố nữa đó là gì? Với những ai mà hay bị lên mụn ẩn á, thì khuyên họ là nên đi tập thể dục. Vì khi đi tập thể dục nha, mồ hôi nó ra, nó cũng tiết ra những cái độc tố trong cơ thể. Những thức ăn mình ăn ở bên trong nó sẽ tiết ra theo cái đường mồ hôi ra. Cho nên ngày xưa bác Hồ có nói rằng là tập thể dục thể thao da hồng hào người mạnh khỏe là vậy đó. Nên là đi tập thể dục cũng giúp ngăn ngừa hình thành mụn và hình thành thâm mụn. Rồi, cái yếu tố tiếp theo nữa là cái vệ sinh da phải đúng cách nha. Vì khi mà mình vệ sinh da, tẩy trang hay làm sạch không đúng cách, nó sẽ làm cho cái bã nhờn của mình đó, dư thừa ở trên da nhiều quá, nó gây tắc nghẽn và nó cũng dẫn đến mụn và sau đó bị thâm để lại. Đấy, đó là những cái vấn đề tận gốc. Và cuối cùng, đó là gì? Rất là nhiều người không có thói quen ăn rau, ăn trái cây. Ví dụ như con của chị nè,
hầu như cái món rau, cái món trái cây, cái món canh rau, canh bí, canh bầu là hầu như bỏ qua hết. Chỉ tập trung ăn món chính là thịt cá thôi, không có ăn rau hay là nước ép trái cây. Và thực sự nếu như một cơ thể mình thiếu những cái loại vitamin và khoáng chất đó, nó sẽ là gì? Nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình tiêu hóa, ảnh hưởng đến cái sự dung nạp các dưỡng chất cho cơ thể. Nó cũng dẫn đến là gì? Kích thích cái tuyến bã nhờn, mình tiết ra nhiều bã nhờn hơn và gây nên các tình trạng về mụn ẩn. Trước hết là mụn ẩn và sau đó là mới tới thâm mụn. Nguyên nhân chính là mụn ẩn. Và khi mà mình hướng dẫn những cái yếu tố này, 7 cái yếu tố này, thì khách hàng sẽ là gì? Điều tiết từ ở trong gốc của vấn đề, thì họ sẽ không bị lên mụn được, lấy đâu mà bị thâm, đúng không? Mụn ở đây là mụn ẩn, mụn đầu đen. Ban đầu thường là mụn ẩn đầu đen, rồi từ cái mụn ẩn đầu đen mà nếu như mà mình để cái vi khuẩn nó tấn công thì nó sẽ dẫn đến viêm. Mà viêm nhiều thì mủ, hình thành mủ, mủ 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 mủ, mủ nhiều thôi, đúng không? Đó, đó là những cái cách mà điều trị ngăn ngừa thâm hiệu quả cho khách hàng. Đó, hồi nãy với chị nói có hiểu không? Đúng không? Hiểu chưa? Ghi lại hết nha. Ghi lại hết là mình nhớ, mình đọc hàng ngày, mỗi ngày lên chỉ cần đọc 2-3 lần thôi, mình nhớ. Sau đó là mình cái kiến thức nó vào đầu mình.